Chị Thu ơi, em ra đồ ăn chị Thu ơi. Giáo gì anh? À, của chị là một ly trà sữa trân châu đường đen. Của chị là 50 ngàn. Em bo cho 100 luôn á. 100 luôn hả? Rồi cảm ơn chị, em đưa số tài khoản chị chuyển khoản luôn. Ok ok. Rồi ok chị, cảm ơn chị. Ôi, shipper. Dạ có gì không anh? Cảnh ông làm cơ em. Dạ thôi, em không biết quýnh này. Không sao đâu, vô làm cơ đi anh chấp cho nha. Quýnh hai chai nước, hai chai xin luôn. Dạ thôi, nhưng mà em đó giờ em không có biết. Thôi vô anh nhường cho quýnh được không? Một hai điểm mà em quýnh vợ lắm. Thôi vô anh nhường cho quýnh hai chai xin chơi. Nha, vô. Em lấy em ơi. Quýnh hai chai xì tinh thôi nha, em không có nhiều tiền. Ok ok, quýnh hai chai xì tinh thôi, vô anh nhường cho. Đúng rồi, cho mượn cơ đi. Ok, rồi. Này, em quýnh dở lắm nha, anh chấp em nha, chứ em không có biết quýnh. Rồi ok, vô anh chấp cho nữa đường, đánh tiêu vậy ha. Em ơi, lấy cho anh hai chai tinh với một cái vé nha em ơi. Có thuốc nữa anh. Thôi vô anh chấp nhiều, chấp nửa đường, quýnh chơi, quýnh thuốc mà. Em quýnh 50, anh quýnh 100 nha. Ok ok, cứ thoải mái đi, quýnh vui vẻ mà. Lụm đâu được kèo thôi em đại. Này đây tao quýnh anh. Gì đó vậy? Một gồ anh gồ. Thiệt là không biết quýnh không em trai. Trái này khó 20, à, trái này khó 20, à. 20 tiếp 20. 21 81 82 83 84 85 86 87. Thiệt lần đầu em quýnh luôn á. 88. Mày lù gà đúng không? 89. Như rồi. 90 còn 10 anh, 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Dạ hên anh, dạ đủ tiền, dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Lần đầu tiên cầm cái cơ luôn á, mấy năm rồi mới cầm cái cơ lại á. À, bao nhiêu năm chơi bị da rồi luôn. Lấy cho anh thùng bia mang về luôn nha, tính tính tiền cho anh luôn. Cảm ơn em.